Tất cả 20 người của 3 gia đình ngư dân Việt Nam vượt biên 2 lần hiện đang hưởng mùa Giáng sinh an lành, đoàn viên tại đất nước Canada sau chặng đường dài hơn 7 năm kể từ lần vượt biển đầu tiên bất thành để tìm kiếm điều họ nói là tự do và tránh khỏi án tù bất công ở quê nhà. Các gia đình này đã một lần vượt biên sang Australia vào năm 2015 nhưng bị chính quyền Canberra bắt và gửi trả về Việt Nam năm 2016. Họ bị Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận phạt tổng cộng hơn 6 năm tù giam về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Trong lần vượt biên thứ nhì vào đầu năm 2017, thuyền cá của họ bị chết máy và buộc phải tấp vào một hòn đảo ở Indonesia. Vài tháng sau đó, nhóm này đã được Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc cấp quy chế tị nạn. Từ Toronto ở Canada, bà Trần Thị Loan, một thành viên của gia đình có tất cả 6 người trong nhóm này, đến Canada từ tháng 7 năm 2022, nói với VOA rằng họ rất hạnh phúc khi đến được đất nước tự do và thoát khỏi chế độ cộng sản. Nói về số phận mà hai lần vượt biên biển á, rất là nguy hiểm, nó lên lên trên biển, mà bây giờ mà đặt chân đến Canada là rất là hạnh phúc. Những gia đình này cho VOA biết khi thuyền cá của họ gặp nạn, cảnh sát và người dân Indonesia đã cứu họ và đưa họ vào bờ. Sau đó, cơ quan di trú của nước này phối hợp với Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc cấp quy chế tị nạn cho họ. Sau đó, họ được phóng viên người Australia Shira Serban và nhà tình nguyện người Mỹ gốc Việt Grace Bùi giúp tìm nước thứ ba để định cư thông qua sự phối hợp hỗ trợ của Thượng nghị sĩ Canada gốc Việt Ngô Thanh Hải và tổ chức Voice Canada. Bà Lụa cùng với bà Trần Thị Loan, hai người phụ nữ vừa cùng gia đình sang Canada tị nạn nằm trong nhóm 4 người bị tòa phúc thẩm ở Bình Thuận tuyên phạt tổng cộng gần 9 năm tù vì tổ chức vượt biên qua Australia trên chiếc tàu gồm 46 người rời cảng Phan Thiết ngày 1 tháng 7 năm 2015. Họ bị phía Australia trả về Việt Nam sau đó chưa đầy một tháng.